khi ấy xá lợi tử bảo với thiện hiện này cụ thọ thiện hiện do nhân duyên ấy quả vị giác ngộ cao tột của chư phật rất khó tin khó hiểu rất khó chứng đắc vì sao vì các đại bồ tát quán tất cả pháp hoàn toàn không có tự tánh đều như hư không giống như hư không chẳng nghĩ thế này ta sẽ tin hiểu mau chứng quả vị giác ngộ cao tột các đại bồ tát cũng nên như thế chẳng nghĩ thế này ta sẽ tin hiểu mong chứng quả vị giác ngộ cao tột vì sao này thiện hiện các pháp đều không ngang bằng với hư không các đại bồ tát cần phải tin hiểu tất cả các pháp ngang bằng với hư không và có thể chứng biết mới chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện nếu đại bồ tát tin hiểu tất cả pháp đều ngang bằng với hư không đối với quả vị giác ngộ cao tột dễ sanh tin hiểu dễ chứng đắc thì đáng lẽ chẳng có vô số đại bồ tát mặc áo giáp đại công đức phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột giữa đường thối lui cho nên biết quả vị giác ngộ cao tột rất khó tin khó hiểu rất khó chứng đắc bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa với tôn giả xá lợi tử thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao sắc đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao thọ tưởng hành thức đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao lìa sắc có phép nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Thì thọ tưởng hành thức có phép nào đối với quả vị giác ngộ cao tột, bị thối nuôi chăng? Xá Lợi Tử đáp không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của sắc, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của thọ tưởng hành thức, đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao lìa chân như của sóc có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao lìa chân như của thọ tưởng hành thức có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện thưa ngài xá lợi tử theo ý ngài thì sao nhãn sứ đối với quả vị giác ngộ cao tổn có thối lui chăng xá lợi tử đáp không thiện hiện Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài xá lợi tử, theo ý Ngài thì sao? Đìa nhãn xứ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Địa nhi tĩ thể thân ý xứ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của nhãn xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá Lợi Tử đáp, không thiện hiện. Thưa Ngài Xá Lợi Tử, theo ý Ngài thì sao? Chân như của nhi tĩ thể thân ý xứ đối với quả vị giác ngộ cao tột có thối lui chăng? Xá lợi tử đáp, không thiện hiện. Thưa ngài xá lợi tử, theo ý ngài thì sao? Lìa chân như của nhãn xứ có pháp nào đối với quả vị giác ngộ cao tột bị thối lui chăng? Xá lợi tử đáp, không thiện hiện.